Anh ơi, anh thì anh ra anh gọi em nhá, xem chỗ này em đứng ở đây này, ở chỗ cổng đội này. Này liệu có bị phát hiện không anh em? Này có bị phát hiện không anh em ơi? Anh em chia sẻ mạnh nhé, chia sẻ nghe đang bắt rất nhiều nhé. Hello anh em nhá, đang bắt rất nhiều nha anh em. Không, chào bốn người xem nhá. Anh đây mình bắt đôi gì anh nhỉ? Đây. Em đi đâu đấy? Dạ. Em đi đâu? Em ở đâu đấy? Em người đi đường đây, em vừa xem đâu? Xem đâu? Đây. Đâu? Em đỗ ở xe đây. Đâu? Xem đâu? Em đỗ tiếp dưới kia được cơ. Ui xúi quá, lại còn đỗ dưới kia nữa. Không, nhưng mà ở đây anh bắt đôi gì đây mà sao lại cho người vi phạm thế này? Em ở đâu? Dạ. Em ở đâu? Em là người dân, em đi em thấy đâu, xem đâu? Kia xem đỗ tít gì kia cơ. Đỗ tít kia làm cái gì? Hả? Đây này, anh nào đây? Anh tên gì? Hả? Anh tên gì ạ? Chưa. Không, nhưng anh tên gì? Gì? Em ra ngoài đi, có gì đâu chứ. Anh Khánh nhỉ? Đây đây, em gái này chắc mất tiền xong rồi. Đồ rất chậm. Cái gì? Có ai mất tiền đâu. Đây nhá, em hỏi nhá. Đây, em hỏi. Em có mất gì nào không? Có mất gì nào không? À, đầy đủ giấy tờ hả? Thế sao đầy đủ giấy tờ? Sao anh bắt vào đây làm gì? Em ơi. Dạ. Em đâu? Em xem để tí kia. Em ở đâu? Không, thì em ở trên Lạng Sơn. Lạng Sơn á? Vâng. Thế thôi anh cứ làm việc đây, đây cái trường hợp 34B4 kia 2414 anh xử lý đi. Đây Thái Nguyên này. Nhưng mà đang đi bình thường anh cứ vẫy vào à? Rất đông luôn này. Đấy, đi chi phẳng này. Là bắt nhau nhau nhá. Đây này, 2996. Anh xử lý trường hợp kia đi anh ơi. Ôi. Em ơi. Em ơi, anh bảo. Em bị anh ấy báo lỗi gì? Em ra ngoài đi, anh mời em ra ngoài, cứ vào đây. Vâng, ok anh. Vâng. Đúng không? Em ơi, giờ anh bảo. Em bị anh ấy báo lỗi gì? Hả? Cái gì á? Kiểm tra giấy tờ á? Tự nhiên kiểm tra giấy tờ không? Tự nhiên anh vẫy vào kiểm tra giấy tờ á? Bảo anh tự nhiên anh vẫy vào kiểm tra giấy tờ á? Chào 160 người đang xem nhá. Đường đi thẳng này đông, đường này rất đông nhá. Hôm nay thứ bảy mà sao vẫn đông nhỉ mọi người nhỉ? Đấy, cứ bảo đi ra đây rôm rém ra vào đây chắc lại thả đi đấy. Đấy, thả đi này. Đấy không xử lý này. Đang vừa đang vào mời vào phòng vào hẳn phòng với làm việc như thế. Thấy ống kính của máy quay là thôi lại thả đi luôn này, không kiểm tra chứ gì nữa. Rất là đông. Thứ bảy các người lao động đi về quê mà đi qua đây cứ lơ ngớ là lại mất tiền anh ạ. Đấy, 34B4 20414 còn lắp cả con bộ đằng sau nữa kìa.
hỏi đường sao anh rất tận vào trong kia hỏi là thế nào à? Đây ạ. Nhà đâu? Em Lạng Sơn. Lạng Sơn. Em Tân Thanh. Tân Thanh. Rồi, đúng rồi. Đâu em nhắn nào em người dân em đi đường em thấy anh bắt nhiều quá thì em bắt đâu rồi em kêu anh. Kêu thì bạn nữ biển Thánh Viên với đấy kiểu gì chẳng rơi bánh mì đây rồi. Chắc chắn luôn hỏi thì sao mà trả lời. Hỏi sao lại rất mãi với em đi qua đây nhá, anh rất vào bạn đấy vào trong kia cơ. Anh chị em nào đi qua đi Nội Bài này cẩn thận bánh mì rơi nhá. Đấy đấy, chắc không phát hiện này đâu. Đường này thông thoáng rồi. Chỉ làm việc. Đó. Có gì đâu anh ơi. Đợi ai à? Vâng, em đợi người. Vào là bị đuổi ra. Kiến đấy, đây kiến này. Vâng, đúng thật. Đấy, ra thì thầm này chắc là lại thôi, chắc là lại vào bốt ngồi. Ra bảo chim lợn mặc áo chống nắng nhỉ, đen đen nhỉ, chim lợn đấy 100% luôn, già rồi nhưng mà vẫn thích đi nằm chim, xuống lỗ đến nơi rồi vẫn thích đi nằm chim em mọi người ạ. Ô sao không đọc được bình luận nhỉ? Thấy bóng dáng máy quay ấy, giả vờ này ra lại điều tiết giao thông, không bóng dáng máy quay phát là mắt trước mắt sau là cứ dình chị em phụ nữ là chộp thôi. Đấy, đứng đây khoảng độ 30 phút, đi vào khoảng 30 phút thì xem có bắt trường hợp nào không. Này, cái môi trường em đi trường hợp này này, cái gì cũng vẫy này. Vị trang này chắc không nhận ra đâu, biết làm sao được. Điều tiết vẫn vẫy đấy, ấy rồi. Xin chào 410 người đang xem nhá. Cuối tuần này chắc là mọi người về quê hết nhỉ. Vẫy phát là vẫy.
ai bị rơi mấy bánh mì ở cái đoạn này rồi thì comment lên em xem nào. Đây phải thẳng trang luôn này. À, cán bộ chụp ảnh nha. Cán bộ chụp ảnh em à? Gì gì em? Anh chụp ảnh em à? Sao lại hỏi anh thế? Anh em vừa anh em thấy anh giơ máy quay nữa. Ừ. Anh tên là gì vậy anh? Cán bộ tên là gì vậy? Kia có việc gì? Đó. Anh Hội à? Ừ. À được rồi, anh chụp ảnh em đúng không? Chụp ảnh em này làm gì? Vừa em giơ, em thấy anh giơ thế này này. Đúng không? Anh thử mở thêm xem cái thứ nhất là anh không phải chụp ảnh hay làm gì cả. Đó. Thứ hai là anh cũng phải mở cái điện thoại cho em xem cả. Rồi, ok, anh Hội, ok. Đi làm đi. Cái hội là chụp ảnh người dân đó mọi người ạ. Anh đứng đây rất là mọi người chụp ảnh 5501 người ghim đồng chí Hội cho em cái nhá. Chụp ảnh. Hướng đi Vĩnh Phúc đây, Thái Nguyên này. Đấy, lại đi ra kia cả. Đấy, bóng dáng nó quay, nó thủi ra kia rồi. Xin chào 320 người nhá. Chắc xong là sắp hết ca rồi. Chắc sắp hết ca rồi. Rồi. Rau thì bún nó thịt thà này chắc là không có rồi.
mắt không biết. Thấy đây đi đâu mất không biết. Đúng lúc không có bắt ai nữa à. Đường này không được bắt ai nữa rồi. Đồng chí Khánh cả đồng chí Hội nhá mọi người nhá. Hello Thoại nhá, hello Tùng nhá. Vừa có hai chú chim mồi đang đứng ở đây mà lượn đi đâu mất rồi, hai chú chim lượn đâu mất rồi, hai chú chim đứng đây lượn đâu mất rồi không biết. Đúng rồi, điều tiết giao thông để cho người dân đi làm về quê đỡ bị tắc đường chứ. Người ghim cho mình, cho em cái đồng chí Hội nhá, ghim đồng chí Hội này nhá. Mọi người đi đây nhớ chăm sóc nhá, ủng hộ nhá. Không xử lý ai nữa à anh? Sao em? Này không xử lý thêm trường hợp vi phạm nào nữa à? Lúc em ra thì anh có xử lý trường hợp nào không? À. Em đi qua em đi xe qua đây em thấy cái bạn nữ biển đi xe outlet để phải kia nó đi vào trong cửa này, còn làm việc phải minh bạch công khai.
phượt rồi. Ở ngã tư Nội Bài nhá. Đấy, không không ấy thì mớ này kiểu gì dính, kiểu gì dính mớ này. Đây nhá mọi người nhá. Đứng bên trái đây là đồng chí Hội. Và bên kia là đồng chí Khánh. Ok, ok Phan Duy. Học sinh với cả người lao động này về quê khá đông. Hello nhá, chào Lê Văn Hoan nhá. Chào Lê Thành. Xin chào 200 mắt đang xem nhá. Đây vào đây không biết làm gì này, vào đây chắc là xem livestream đấy. Vào đây chắc là xem livestream này. Làm không làm ấy, vào đây xem livestream thôi. Điện chú hộ đấy. Nắng lôi này có tí sữa lợn uống ngon nhỉ anh em nhỉ. Làm tí sữa lợn uống. Hoan ơi em nói nhỏ đi Hoan ơi. Anh xếp SK chưa? 6 giờ tối cả. Sao nào bây giờ mấy giờ này nhỉ? Ôi dồi, bây giờ mới cả có hơn 3 giờ. Thế pin hôm nay thì sắp hết pin rồi anh em ạ. Ai gần đây mang cho em xin cái cục sạc mượn cho em mượn cái cục sạc dự phòng ấy. Ok nhá, Việt Kiều Mỹ nhá. Có thể là Mỹ Đình.
để đi ra đây cho 2-3 phút xong quay lại xem như nào nhé. Bố em biết đấy. Ra này ra ngân lai ra ngó nặng lắm tính đẹp đó tính đẹp tính có 30.000 cái. Lắng này mà có tí sữa lợn uống ngon đó. Ở lắng này mà có tí sữa lợn uống ngon anh em ạ. Thì đợi ai ở đây đấy? Đợi người à? Bạn à? Sữa dê giờ ăn chán rồi. Thời tiết nóng lôi để ăn được gì đâu. Tí rau thì bún thôi. May thì xác định có thịt rồi. Nhiệt độ như nào về anh đông phết đấy, thời tiết thì lắm rồi. Anh mình chịu nhá. Đây mình dắt cái bạn này sang nhá. Đây mình dẫn dắt này đi. Đây. Bạn này người nước ngoài đâu không biết tiếng Việt.
đường thôi. Đấy. Các bạn đi hỏi điểm biết. Bà đi bà, sang đi. Vâng, vâng, bà sang đi. Bà cứ đi từ từ thôi. Thôi, cháu chịu thôi. Để mà Kimochi. Đây là giao thông đội bao nhiêu anh ơi? Đây là cảnh sát giao thông đội bao nhiêu? Đội 15. Cảnh sát giao thông đội 15 mọi người ạ. Nóng quá nhỉ. Ra đây đứng đợi 5 phút rồi lại ra kia. Vừa đấy đang đứng trong này nha, xong rồi đi ra nhòm mình xong về chưa. Ngày nay chạy được bao nhiêu rồi bác? Ngày nay chưa đồng nào. Chưa đồng nào bác? Từ sáng ạ. Ok Trần Khắc Hiếu nhá. Ok nhá.
nắng quá nhở. Quá nắng rồi. Vâng. Thôi nha, máy em hết pin, sắp hết pin rồi, em tắt like đấy nha mọi người nha, ba mọi người nha. Bye nha.